Xin chào các bạn, Son Anh Shop xin chào các bạn nha. Mình vừa làm xong cho một vị khách ở bên quận 6 một chiếc xe Winner X ha. Độ xi nhan vào trong chó đen với lại công tắc mở đèn các bạn ha. Rồi mở nhanh anh luôn em ơi, mở nhanh đi. Đó, các bạn thấy không? Vị khách này cũng đã lắp trước một cái gù bên ấy các bạn nha, gù bình hông các bạn. Chế như thì bỏ một cái xi nhan zin rồi các bạn nha, xi nhan zin nhìn rất là xấu, rất là thô. Đó, chế nè các bạn, rất là sáng nha. Các bạn thấy mình quay cái góc bên đây nè các bạn nè, mình quay nè. Có bao nhiêu bạn kêu làm clip quay cái góc bên đây coi nó có sáng không? Các bạn thấy không? Rất là sáng luôn, màu vàng nè các bạn. Nè, thấy không? Đó, đây là chế độ mình chưa mở đèn sương mù các bạn nha. Rồi mở đèn sương mù lên em ơi. Mở đèn sương mù á. Đó, đập số đi. Đó. Ok, quá tuyệt vời. Hiện tại là đang màu tím ha, tím hồng các bạn. LED này cực kỳ sáng luôn các bạn, cực kỳ sáng luôn nha, chứ không phải là không sáng mà không cho người ta không gây chú ý với mình đâu. Sáng rất là sáng luôn, xi nhan cực kỳ người ta thấy luôn. Mình sẽ phép chỉnh độ sáng xuống tí xíu để cho mình các bạn thấy cái màu nó rõ hơn ha. Rồi, em ơi, đây là chế độ số 1. LED này có tính năng đá số đổi màu như là mình làm trước kia các bạn nha. Mình làm những cái xe dùm trước các bạn đã xem ha. Đó, chiếc màu xanh cực kỳ nổi luôn, rất là đẹp luôn ha. Số 1 là các bạn, số 2 đi em. Đó, số 2 màu đỏ các bạn nha, hình này là chữ Y. Hiện tại có rất là nhiều anh em thích bộ LED như thế này ha. Đó, xi nhan game, xi nhan game. Đó, các bạn thấy không, xi nhan thấy không? Rất là sáng rõ, các bạn quay cái góc bên, các bạn nhìn cái góc bên này cũng rất là sáng ha. Đó. Rồi, nhấp số 3 đi em ơi. Đó, số 3 màu xanh xanh ngọc các bạn. Số 3 xanh ngọc, số 3 xanh ngọc ha. Rồi, số 4 đi em. Đó, số 4 màu vàng. Đó, một màu nhìn rất là chán ha, tại vì mình nhìn hoài rất là chán, mà khi mà đạp số đôi màu thì rất là đẹp ha, không nghe chán nữa. Nó số 3 này rất là, hôm nay rất nhiều anh em Winner X đến mình làm như thế này. Số 4, số mấy em? À, số 4, số 5 đi em, số 5 đi em. Rất là nhiều số luôn các bạn, xe Winner X có 6 số thì 6 màu ha. Ok, đó, tắt nhanh em. Đó, xin nhanh thay đổi màu vàng các bạn nha. Đó, số 5 nè các bạn, số 5 màu xanh lá nè các bạn. Rồi số 6 em ạ, số 6 màu xanh dương, quá tuyệt vời luôn. Hai số 6 màu xanh dương ha. Đó, cùng với chiếc xe mình luôn, chiếc xe mình, chiếc này Winner X màu xanh dương cũng là lần đầu tiên mình thấy luôn, rất là đẹp. Rất là đẹp luôn. Mình tưởng không có màu này, ai ngờ có màu này cực kỳ đẹp luôn. Đó. Rồi ok, mở nhan lên đây luôn. Đó, ở đây luôn em. Đó, xi nhan đây là vàng ha. Xi nhan thay đổi lên màu vàng các bạn nha. Bộ LED này bên mình bảo hành cho các bạn là 3 năm ha. Đó, 3 năm. Giá bên mình là new ra cho bạn xem luôn, giá là 1.3 triệu. 1.3 triệu một bộ này ha. Các bạn làm bộ này thì giá 1.3 triệu. LED mình đi LED xịn hết, bảo hành các bạn là 3 năm ha, không có đi LED giỏm, LED thường ha. Đó, một màu thì bên mình bảo hành một màu là 1 triệu các bạn nha, một màu là 1 triệu. Có nhiều bạn hỏi giá mình, xin lỗi các bạn là mình lên mạng á, mình ít lên mạng nên mình báo giá hơi chậm tí xíu ha, xin lỗi các bạn rất là nhiều nha. Đó, rồi mình sẽ quay quay phim đằng xa các bạn xem cái công tắc tắt đèn ha. Đó, tắt cái đèn của mình. Đó, làm các bạn thấy không? Đó. Rất là thích luôn nha, chứ không phải như những cửa hàng khác làm lội lõm nữa nha, các bạn thấy không? Đó, mở đèn nè các bạn. Đó, mình tắt đèn sương mù. Đó, mình tắt đèn sương mù các bạn nha, tắt đèn sương mù nè. Rồi mở đèn chính đi em. Đó, mở đèn chính nha các bạn, mở đèn chính nè. Đó, vaccine L4. Vị khách này đã làm một cây L4 vào lỗ còi ha. Đó, ok, vaccine nè các bạn. Ok, quá tuyệt vời luôn ha. Đó. Vị khách này hứa một ngày sắp tới sẽ làm một cái chấm tròn xe máy cây. Rất là đẹp luôn các bạn. Đó, mở khi mở đèn lên nhìn rất là đẹp luôn, xi nhan em. Mở đèn lên xi nhan vẫn ok các bạn nha. Đó, các bạn thấy không? Mình chỉnh độ sáng xuống các bạn thấy không? Đó, mình chỉnh độ sáng bình thường nè các bạn. Độ sáng đây là độ sáng bình thường. Đó. Ok, quá tuyệt vời luôn ha. Các bạn nào làm xin liên hệ mình, địa chỉ 234 đường Bình Long, quận Tân Phú. Cửa hàng mình tên là Độ Điện Xe Máy Son Anh nha. Số điện thoại mình là 0963574901. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã xem hết video nha. Cảm ơn rất là nhiều.